Em Tuấn đã giới thiệu cho các bác rất là nhiều mã máy tính rồi laptop rồi iPad điện thoại. Thì hôm nay em sẽ đến với các bác một hãng thương hiệu rất là nổi tiếng của MacBook, gọi là dòng MacBook. Đối với những dòng này thì nó theo cái kiểu là sang trọng, lịch lãm, nó thể hiện cái đẳng cấp nó khác. Đây là MacBook, một thương hiệu của nhà táo cắn dở thôi nhé. Nhà táo cắn dở đây, táo cắn dở. Đối với dòng này thì ngày xưa nó rất là xa xỉ. Bây giờ các bác có mua hàng mới và những cái con đời mà chung chung hàng mới thì nó phải có tầm 19 đến 20 mấy, 3 mấy triệu. Còn hàng cao thì phải 3 40 triệu. Đúng rồi, cách đây khoảng 3 5 năm về trước các bác nghe thấy những con MacBook các bác thấy toát mồ hôi đúng không ạ? Đấy. Nhưng hôm nay thì em Tuấn sẽ chào đón các bác đến với lại một em MacBook. Dòng này thì cấu hình cũng khá là cao luôn, có i5 cơ đấy bác ạ, chứ không phải là giới thiệu cho bác là những cái con nó phọt phẹt thế đâu. Cấu hình khá cao. Và đặc biệt là những cái dòng này thì phải nói là nó mỏng dính. Mỏng dính luôn đấy ạ. Đấy, còn nguyên hộp này, nguyên hộp, nguyên phụ kiện hết cho các bác luôn nhé. Nguyên hộp, phụ kiện. Sau đây mà Tuấn sẽ vào đây cho bác xem này, mở này. Đấy, nguyên hộp, nguyên phụ kiện cho bác. Ở bên trong hộp này thì gồm có thế rồi. Em vừa đặt thừa một cái sạc, thừa sạc cho bác nhé. Một cái sạc của máy khác, tôi để bảo sao lắm sạc, cái sạc của nó đây, sạc nó đây, sạc nó đây, sạc đây. Và tặng thả thêm cho tặng cho bác một con chuột không dây đây nữa. Đối với MacBook thì báo cáo cái này này, nó không phải là nó mỏng như kiểu vở, nhưng mà cái mặt phía trước của nó mỏng. Nó nhìn này, nó gần như là, nó nhìn thế nào, còn vỏ làm sao mỏng bằng thế này được nữa. Đấy, em MacBook đến từ thương hiệu của nhà táo cắn dở. Con này em nói giá luôn cho bác luôn nhé, em đọc giá luôn là 6.900.000 con MacBook này, 6.900.000. Con này màn hình hơn 13,3 inch, 6.900.000. Nhìn đẹp chưa ạ? Nó là đẹp xuất sắc chứ không phải là đẹp chưa nữa. Ok chưa ạ? Đẹp xuất sắc. Ở đây thì cái hộp phụ kiện thì em Tuấn ra xin sẽ để ra bên cạnh nhé. Để ra bên cạnh này cho nó tiện. Đây. Máy rất là đẹp, máy cực kỳ đẹp luôn ạ. Phải nói là nó quá mỏng. Nghe laptop nó có nhiều con nó mỏng dính như này, MacBook. Đây là giới gọi là dùng này, đa số là doanh nhân người ta dùng. Nhưng bây giờ thì mình chả cần phải là doanh nhân, mình là nông dân mình cũng dùng được rồi bác ạ. Bên này là cổng sạc này, là cổng USB này, cổng thẻ nhớ này, nhìn chưa? USB cổng thẻ nhớ này, phía sau bác nhìn nó bo này. Chắc là không có điểm gì để em trừ vào những con MacBook. Ở điểm bên cạnh này, đây là sạc này, đây là USB này, và đặc biệt là cái cổng tai nghe này. Nhà MacBook và nhà iPad họ không bao giờ quên được con 3.5 này, vì cái cổng 3.5 này ra chất lượng âm thanh phải nói là cực kỳ hay luôn. Đấy, cực kỳ hay luôn ạ. Thấy chưa? Con MacBook như này báo cáo bác là bác mua cho tặng bố mẹ vợ con thì phải nói luôn là chấm hết. Không có một lời nào để diễn để tả nữa. Đấy. Nó mỏng như thế này cơ mà. Được chưa? Xong hết về phần ngoại thất bác nhé. Ngoại thất xong. Con này là con MacBook Ari 2015. Đây. MacBook Ari 2015 13 inch. Đây em Tuấn sẽ vào bên trong. Có hình như bác này. Đây nó thể hiện là sang trọng và đẳng cấp rồi ạ. Đấy, đấy, chết rồi bác ơi. Đấy, rồi ôi, rơi điện thoại đấy bác ơi, rơi máy quay đấy. May quá là nó chưa vỡ máy quay. Thật ra là để muốn muốn nó quay gần quay sát cho các bác thì bắt buộc em phải để cái giá đây. Nhưng mà em đang đặt một cái khác rồi bác, em đặt một cái kẹp. Em sẽ đặt một cái kẹp đây. Em đặt cái kẹp vào cạnh bàn này này. Thì khi đó quay cho các bác nó rất là tiện, nó không bị bất tiện như này nữa, thưa các bác không cả. Do tùy từng clip, mục đích là muốn là quay thật gần thật sát để tránh quay xa, tránh quay xa, tránh quay xa để cho các bác nhìn nó được chi tiết hơn đấy.
chi tiết hơn à, cái máy nó đẹp như thế nào, nó có bị xước sát gì không, đấy, nút nguồn đấy ạ. Nhìn nhá. Nó quá đẹp luôn. Mà khi quay em không hiểu tại sao em quay qua điện thoại thì cái màn của nó lại thể hiện là cái nó lại không được đen nhánh nhé. Bình thường của nó này, cái màn này nó đen ánh luôn, nó đen ánh, nhưng mà đi qua cái điện thoại lại cảm giác cái màn nó hơi xanh xanh, hay là do phản quang của cái màn hình này. Đấy. Nhìn nhá. Riêng của nhà MacBook nhà táo cán dở thì không thể chê được một sản phẩm gì rồi. Đấy, giờ em Tuấn xin phép là nhấc cái máy này ra để cho đỡ rung. Cái giá này. Được chưa? Em MacBook ok chưa? Mật khẩu của em nó là 4 số 0 luôn nha. 4 số 0. Này, nó soi này. Mỏng như tờ giấy luôn. Đấy, các bác mua tặng vợ con, bố mẹ những con này nó mới giá trị các bác ạ. Màn hình thì phải chấm hết. Không biết, nói thật là con này chả biết chê cái gì. Chất lượng. Nó quá sang trọng và đẳng cấp. Con này ngày xưa nó mấy chục triệu đấy bạn. Xa xỉ đấy. Không ít tiền đâu. Ngày trước, nói ngày xưa ghê quá. Ngày trước mấy chục triệu đấy. Đây, giới thiệu về máy này nhé. Giới thiệu về máy này này. Đây cho bác nhìn này. Đấy, bộ nhớ RAM 8 GB. Ok chưa? Chip Core i5 lõi kép luôn. Nó nhà ghi hẳn lõi kép được chưa ạ? Tốc độ này có nhanh chưa? Đủ nhanh cho bác chưa? Đây này, đồ họa này graphics 6000 này. HDD được chưa? Thế thì bác còn cần cái gì nữa? Một con máy mới có mức giá 6 triệu 900 nghìn thì bác còn cần cái gì nữa? Em tôi nói thật luôn là bác không biết là bác cần cái gì nữa. Với một con máy như thế này. 6 triệu 900 nghìn. Đó. Con này có báo cáo hệ thống tất cả các thứ đây. Báo cáo kiểu này. Kiểu này, MacBook Array này. À, chip đua này. Bộ tiêu xử lý đua Core Intel Core i5 này. Được chưa? À, bộ nhớ đệm. Có hết tất cả. RAM 8 GB. Nhưng mà ROM thì tóm lại là không không chê được cái gì đâu bạn. Không phải chê một cái gì cả. Em Tuấn chỉ biết nói câu là em cũng mê. Em còn mê nữa các bác. Chơi MacBook nó thích hơn nhiều, nó đẳng cấp hơn nhiều. Nó thể hiện doanh nhân đẳng cấp. Nó chạy chạy hệ điều hành riêng của nó luôn. OS riêng. Hẹn gặp lại các bác vào clip sau. Mức giá em Tuấn báo rồi, mức giá bán là 6 triệu 900 nghìn ạ.